con biết phải làm gì rồi chứ? Con biết rồi. Giờ bọn con sẽ đi đạp xe quanh quanh công viên, vận động hết mình chứ không có nằm ườn một chỗ chơi game đâu ạ. Vì con cũng rất cố gắng nên là mẹ có quà cho con đây. Mẹ lấy đâu ra nhiều đồ xịn thế? Mẹ mua sờ cun mà con thích và thu thập được 24 thẻ để đổi lấy quạt đa năng, 36 thẻ để đổi lấy ba lô chống cù và một thẻ đặc biệt để đổi lấy chiếc đạp thể thao siêu cool này đấy. Đúng rồi đấy ạ, chương trình đang được gia hạn tới 31 tháng 7 2023 đấy ạ. Xin thật đấy mẹ, đã vừa được uống sữa ngon lại còn đổi được bao nhiêu quà xịn sò nữa. Mùa hè này con sẽ quyết tâm vận động cùng cun. Bây giờ thì con đi chơi đây. Muốn vận động thỏa thích tất nhiên là không thể nào thiếu sữa cun rồi. Con xin ạ. Uống sữa cun siêu ngon, sưu tập bảo bối siêu cun.